Xin được trân trọng giới thiệu tham luận xu hướng công nghệ chuyển đổi số trong bối cảnh Việt Nam của tiến sĩ Dương Trọng Hải, nhà sáng lập và CEO của Espay. Dạ vâng, cái chủ đề về chuyển đổi số hiện tại là một cái chủ đề rất là nóng hổi, đúng không ạ? Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, và đặc biệt là Việt Nam đã có những cái văn bản từ chính phủ để hướng dẫn cho một cái chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Và hôm nay tôi xin trình bày một cái xu hướng trong cái chuyển đổi số. Và trình bày của tôi bao gồm các nội dung sau. Thứ nhất, ta nhìn lại cái quá trình phát triển xã hội của chúng ta qua bao nhiêu thời kỳ. Và COVID vừa rồi ấy, nó đã tác động lên cái chuyển đổi số như thế nào, và cuối cùng là cái xu hướng về vấn đề chuyển đổi số. Như ta thấy rằng là chúng ta đã phát triển qua 4 giai đoạn, trong đó có một giai đoạn thứ 5 mà Nhật Bản cũng đang rating lên. Đầu tiên đó là gì ạ? Xã hội chúng ta trải qua một thời kỳ săn bắt hái lượm, sau đấy đến giai đoạn phát triển nông nghiệp, đến giai đoạn thứ 3 là giai đoạn phát triển về công nghiệp, và giai đoạn hiện tại là giai đoạn về thông tin, giai đoạn thông tin. Và chúng ta thấy là người người đều sử dụng các cái thiết bị thông minh, truyền tin, và công nghệ càng ngày càng hội tụ. Như anh Thành đã đề cập, công nghệ hội tụ đến mức cho phép chúng ta tất cả mọi cái object, cái đối tượng là vật lý, thậm chí cả tinh thần đều có khả năng được số hóa, đều có khả năng có một cái địa chỉ IP để identification được, để định danh được. Và với một cái sự phát triển hội tụ công nghệ như vậy ấy, thì ở Nhật Bản đã xác định một cái xã hội thứ 5, đấy là một xã hội siêu thông minh, mà ở đâu đó công nghệ sẽ là những cái phương tiện để hỗ trợ cho con người, phục vụ cho con người, và con người lúc đó là con người làm trung tâm. Cho nên trong quá trình chuyển đổi số trong tất cả các xã hội thì con người vẫn luôn luôn đóng vai trò là trung tâm. Và hiện tại chúng ta đang ở xã hội là xã hội thông tin, chúng ta nhìn thấy rõ nhất trong thời kỳ những 20 năm vừa rồi đây, đúng không ạ? Vậy thì trong cái xã hội thông tin này, chúng ta hiện tại đang có 5 cái thế hệ. Chúng ta đi nhìn lại các thế hệ, bởi vì con người là trung tâm mà, phải không ạ? Ta nhìn lại các thế hệ, và ta có 5 cái thế hệ. Thế hệ Baby Boomer là những ông cha ta sinh từ năm 1946 đến năm 1964. Thế hệ X từ 65 cho đến 80. Thế hệ Y từ 80 cho đến 96, và thế hệ Z là từ 96 cho đến 2010, và sau đó là thế hệ Alpha. Tuy nhiên chúng ta có 5 thế hệ, nhưng mà chúng ta có thể gói gọn lại 3 thế hệ. Ta có thể gói gọn lại 3 thế hệ để nhìn thấy rõ bức tranh hơn. Đó là gì ạ? Thế hệ công dân số, tức là trẻ em sinh ra, chúng ta con người sinh ra, trẻ em sinh ra đã có công nghệ số rồi. Và như bây giờ chúng ta thấy là các trẻ em 3-4 tuổi có thể cầm smartphone, và họ có thể gì ạ? Các con có thể là gì? Tìm những cái chương trình mình yêu thích trong đấy. Mà các bạn biết là smartphone ở trong đấy là một cái tinh hoa, một cái tinh hoa của nhân loại, bao gồm khoa học kỹ thuật trong đó rất là nhiều. Nó như là black box, những cái hộp đen xung quanh tất cả những cái thế hệ alpha như vậy đó. Và họ đã thừa hưởng những cái giá trị đấy, và họ trải nghiệm, họ sống trong cái môi trường số, họ là công dân số. Công dân nhập cư kỹ thuật số, thế hệ alpha và thế hệ Z là công dân số. Thế hệ Y trong thế hệ X, một phần thế hệ baby boomer là công dân nhập cư kỹ thuật số. Mặc dù sinh ra không phải thời đại số, tuy nhiên chúng ta adapt được cái sự thay đổi của môi trường, ta sử dụng công nghệ và ta vượt qua những cái rào cản để ta hòa nhập vào cái xã hội. Và cuối cùng là những người còn lại bị mắc kẹt, có thể là họ là những con người yếu thế, chưa thể tiếp cận được các công nghệ, cũng có thể là họ ở những cái vùng chưa được phủ sóng, và
hay là họ ở một lứa họ một cái tuổi mà họ không thể vượt qua được những cái văn hóa của một cái xã hội mới, đó là những con người được gọi là tị nạn kỹ thuật số. Chúng ta có ba giai đoạn như vậy. Đồng thời ba giai đoạn đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng những cái doanh nghiệp ấy, những doanh nghiệp hàng đầu hiện tại ấy, thì thường dường như nó đã được phát triển bởi từ cái thế hệ baby boomer, và ngày nay chúng ta được trải nghiệm trên những cái doanh nghiệp đó, trải nghiệm được cái thành quả đấy, đúng không ạ? Và thế hệ X là cái thế hệ bị mắc kẹt giữa baby boomer rất thành công và thế hệ nhập cư kỹ thuật số, họ bị mắc kẹt bởi giữa hai cái thế hệ này. Và đến cái thế hệ hiện tại là thế hệ Z về sau và thế hệ Y một phần cũng vậy, là đang đang ngày càng gì ạ? Đang ngày càng tạo ra những cái thương hiệu mới, tạo ra những cái thương hiệu phù hợp với, mở rộng cái thương hiệu và thu hút những cái vấn đề, các cái thương hiệu mới nó phù hợp với môi trường số hơn rất là nhiều. Đó là một cái quá trình mà nó đã xảy ra, nhưng chúng ta hôm nay nhìn thấy được điều đó và chúng ta mới có những cái kết luận rằng công nghiệp 4.0 hay là chuyển đổi số, nhưng thực chất ra nó đang diễn ra và nó đã diễn ra rồi. Ta nhìn thấy những cái thể như vậy và những sự thay đổi như vậy. Thì để nhìn thấy một cái sự thay đổi như vậy trong xuyên suốt các thế hệ ấy, chúng ta cũng có thể lấy ra được một vài ví dụ. Tôi xin mạo phép lấy ví dụ về cái vấn đề marketing, bởi vì nó liên quan đến business, và trong cái bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay cũng chỉ gói gọn trong cái domain business, tức là trong kinh doanh thôi. Còn chuyển đổi số thì nó có khắp tất cả mọi mặt, từ xã hội, kinh doanh, chính trị, vân vân. Thì các anh chị nhìn thấy rằng ở trước đây cái thời kỳ mà những cái sản phẩm ấy đang đang hiếm, chúng ta phải đi tìm những sản phẩm, và sản phẩm đấy họ thường thường khi đấy cái marketing thường thường nghiêng về phía là lấy sản phẩm làm trung tâm, làm sao sản phẩm đáp ứng được đa dạng người dùng, làm sao sản phẩm là chất lượng, lấy sản phẩm làm trung tâm. Cho đến cái thế hệ mà Gen Z, Gen Y ấy, thì lúc này các cái sản phẩm ấy ra đời nó nhiều và nó có sự dư thừa về mặt sản phẩm, bên cạnh đó ấy, là gì, cái internet cũng có ra đời, nó không còn các cái kênh truyền thông truyền thống nữa, và người ta không còn việc chú trọng lấy sản phẩm làm trung tâm nữa. Lúc này người ta lấy gì ạ, con người, cái customer làm trung tâm, tức là khách hàng làm trung tâm. Vì vậy người ta phân khúc ra từng những khách hàng, người ta biết cái target customer, các khách hàng mục tiêu của họ, và họ phát triển sản phẩm cho phù hợp với đối tượng khách hàng của mình thôi. Đấy mà. Nhưng cho đến cái thời kỳ mà công nghệ số phát triển mạnh, và đồng thời xã hội của chúng ta cũng là trở nên xã hội phẳng, các cái vấn đề mà toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, khi đấy người ta quan tâm đến môi trường, quan tâm đến cái giá trị nhân văn. Vì vậy marketing chuyện người ta không còn phải là lấy cái customer làm trung tâm nữa, mà lấy con người làm trung tâm. Customer làm trung tâm, con người làm trung tâm, khác nhau nghe. Lấy giá trị văn hóa và lấy giá trị văn hóa môi trường đưa lồng ghép vào sản phẩm. Cho nên các anh chị nhìn thấy các thế hệ ống hút cũng ra đời, đúng không? Dần 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 biến thành những cái mà không phải là cái ni lông hay là những cái mà khó tiêu hủy nữa, ảnh hưởng môi trường nữa, làm cho càng ngày sản phẩm càng ngày càng thân thiện môi trường hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là tật vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy một sự thay đổi như vậy. Đến lúc công nghệ hội tụ, Facebook ra đời, TikTok ra đời, Zalo ra đời, những mạng xã hội ra đời, con người chúng ta đang chuyển dần mối quan hệ vật lý lên trên một cái mối quan hệ gì ạ? Mối quan hệ số, mối quan hệ ảo. Và ở đâu đó chúng ta có hàng nghìn, có những người hàng chục nghìn cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội của họ, và mỗi bài post của họ lên ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên người ta đã nghĩ tới đến đi cái chỗ marketing, người ta chuyển hóa thành đi cái chỗ marketing, người ta marketing ở một cái, họ chuyển hóa cái marketing đó, họ chuyển hóa marketing đấy. Dĩ nhiên họ vẫn lấy con người làm trung tâm về vấn đề đấy, tuy nhiên cái phương tiện ấy đã chuyển hóa trên 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 mạng xã hội hơn là những cái kênh truyền thống khác nữa, như TV hay là một chiều khác, và lúc này là cái kênh đa chiều, và người ta còn sử dụng là micro marketing, như là người ta sử dụng cái người mà chịu ảnh hưởng trong vấn đề xã hội.
về một vấn đề, một cái domain mà người ta đang kinh doanh ấy, thì người ta sử dụng người đấy để làm truyền cảm hứng cho cái sản phẩm của họ. Lúc này thay vì là gì, đưa thông tin đến khách hàng, thì mình lại truyền cảm hứng tới khách hàng, và trong đó lấy cái giá trị con người làm trung tâm. À, vâng ạ. Và tới đây nữa ấy, thì hầu như là công nghệ họ đưa vào trong tất cả các cái ngóc ngách, và nó dẫn tới là một cái marketing mới, đó là marketing 5.0, marketing 5.0. Và chúng ta cứ tưởng tượng rằng chúng ta ngồi ở ngay trên màn hình máy tính, chúng ta có thể thay những bộ quần áo, cái mũ chúng ta thích, và đôi khuyên chúng ta thích, cái nhẫn ta thích, ta thay ngay trên đấy. À, hay là ta chỉ cần camera quay quanh cái nhà của mình có thể lắp ghép những cái bàn, những cái nội thất mà ta cần, array nó như thế nào, đẹp hay chưa, ta mới quyết định việc mua hàng. Vậy thì nó tăng cái tính trải nghiệm hơn, tăng cái tính trải nghiệm hơn. Và các anh chị 20 năm về trước, chúng ta đã đang là những người sinh viên, và chúng ta nghĩ rằng có ngày hôm nay tất cả những vấn đề đó có xảy ra không ạ? Rất là khó tưởng tượng ra, đúng không ạ? Và 20 năm thôi, mới 20 năm nay thôi, mọi thứ đã thay đổi. Nó mới thay đổi. Những công nghệ hàng nghìn năm, nhưng bây giờ đây những công nghệ chỉ cần 2-3 năm là thay đổi. 2-3 năm là thay đổi. Rõ ràng môi trường và cái sự phát triển của công nghệ đó hoàn toàn nó đã thay đổi rất là lớn. Đặc biệt thời kỳ Covid vừa rồi ấy, thì ai cũng cảm nhận ra cái sự thay đổi đó. À, người ta thống kê được rằng là gì? 80% những người tiêu dùng đã chuyển qua kênh online hết rồi. 77% các CEO cho rằng là gì? Cái đại dịch này đã làm cho cái việc mà chuyển đổi số trở nên thúc đẩy mạnh mẽ và nhanh chóng. Và hầu hết các người điều hành đổi mới sáng tạo cho rằng là cái đổi mới sáng tạo số và cái chuyển đổi mô hình kinh doanh bị được thúc đẩy mạnh mẽ bởi COVID. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là gì, hiện tại dân chúng ta nhìn thấy sự chuyển dịch về nguồn lao động từ thành phố về nông thôn, sự chuyển dịch từ các công ty có thể là gì, không phải lấy những khu công nghiệp hiện tại làm trung tâm nữa, có thể đi về các tỉnh thành, cũng giống như đi rời mình đi hoặc từ nơi khác về mình lại, một sự thay đổi vô cùng lớn. Và rất nhiều các doanh nghiệp trong thời kỳ vừa rồi ấy, không kịp nhanh nhạy, không kịp chuyển đổi, và họ đã dừng những hoạt động của họ, thật là đáng tiếc. Điều đó đã làm, bên cạnh đó thì nó giúp ta lột tẩy ra những cái vấn đề yếu kém nhất về mặt mọi mặt của xã hội, về quản lý, quản trị hành chính công, cho đến cái việc quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, cho đến cái quản trị đời sống xã hội của chúng ta, các hoạt động đời sống xã hội của chúng ta. Ta nhìn thấy được tất cả những cái yếu kém, và cũng là cái động lực để giúp chúng ta có thể là đi nhanh hơn trên con đường chuyển đổi. Vậy thì chuyển đổi số nó diễn ra như thế nào? Chuyển đổi số không có nghĩa là không không có nghĩa là công nghệ. Không phải tôi nói, mà Harvard nói, MIT nói, Stanford nói, chuyển đổi không phải về công nghệ. Không phải về công nghệ. Nó là một sự chuyển dịch rõ ràng giữa hai cái môi trường hoàn toàn khác nhau, môi trường trước khi có số và môi trường số. Ừ, hai cái môi trường hoàn toàn khác nhau, sự chuyển dịch đấy. Về chuyển đổi số, trước hết chúng ta phải là như thế nào? Để nói về chuyển đổi số ấy, nó có rất nhiều vấn đề. Nếu trong kinh doanh ta cần đi qua ba bước chính, đó là cần phải có chiến lược chuyển đổi số, thực hiện chuyển đổi số và vận hành chuyển đổi số. Riêng chiến lược chuyển đổi số vô cùng quan trọng, mà chúng ta hiện tại là gì, hiện tại chúng ta ít đề cập lắm. Anh muốn chuyển đổi số thì anh phải xác định mình là ai trong cái thế giới số, tức là tầm nhìn của mình, sứ mạng của mình, giá trị cốt lõi của mình, định vị giá trị của mình. Chuyển đổi không có nghĩa là đưa công nghệ vô để đóng cứng cái doanh nghiệp của mình, tự động hóa cái doanh nghiệp của mình, mà nó là một cái hành trình, và nó là có cả văn hóa, chuyển đổi về mặt cả văn hóa. À, và ta phải tìm hiểu được, trước hết ta phải tìm hiểu được các xu hướng đang chuyển đổi là cái gì. Và hôm nay tôi trình bày trong vòng 5 phút về vấn đề xu hướng này. Ta cần phải tìm hiểu cái xu hướng đó, và ta biết ta hiện tại là ai. So với xu hướng đó, ta có một khoảng ghép, một khoảng rỗng, một khoảng không như thế nào. Từ đó ta phải đưa
Sau đó ta phải xác định được cái cơ hội của chúng ta ở bên môi trường số. Với một cái mô hình kinh doanh, với một cái chiến lược, để chọn lựa một cái mô hình kinh doanh phù hợp, ta thay đổi cả mô hình kinh doanh để ta nắm bắt được cái cơ hội chuyển đổi đó. Ta nắm bắt được cơ hội chuyển đổi đó, ta thực nghiệm để hiểu rằng với cái mô hình kinh doanh đấy, ta có khả năng nắm bắt được cái cơ hội chuyển đổi, cơ hội ấy ở môi trường số. Và ta trả lời mình là ai ngay được môi trường số. Và khi ta sinh ra thì xã hội, thế giới xung quanh của mình, tức là cái hệ sinh thái của mình nó thay đổi như thế nào. Và ta thấy được cái cơ hội tăng trưởng cấp số nhân đấy, thì ta mới bắt đầu xác định cái lộ trình chuyển đổi. Và khi đó ta mới tìm hiểu những công nghệ phù hợp để giúp chúng ta trong vấn đề chuyển đổi đó. Vậy là công nghệ đi sau, đi bước sau. Nếu chúng ta đi tới trước để nói rằng blockchain hay là này đó ngay ở đầu ấy, thì chúng ta dừng ở ở mức độ gì? Tìm hiểu xem các công nghệ đó nó phân mảnh thị trường của mình hay không, nó làm cho cái công nghiệp của mình ấy bị phân mảnh và họ sẽ bị cướp hết các cái phân mảnh thị trường và cướp cái thị phần của mình hay không. Ví dụ như taxi phải đặt ra công nghệ IoT, công nghệ cloud, công nghệ này kia, các taxi đấy. Xem thử rồi cái công nghệ đó nó làm phân mảnh cái thị trường taxi mình như thế nào. Một khi nó cho ra một cái đổi mới sáng tạo ra đời và nó cướp hết cái thị phần mình ra sao? Công nghệ chỉ đưa vô trong quá trình phân tích ở cái giai đoạn đó thôi và tìm hiểu như thế nào thôi. Và các bạn biết là Uber Grab ra đời, nó đã làm phân mảnh cái thị trường taxi này, tưởng chừng như đóng băng rồi. Phân mảnh hàng ra và cướp hết thị phần lớn. Đấy. Nhưng chúng ta phải gì? Mở rộng, tạo hành lang pháp lý để đón chào những đổi mới sáng tạo đấy, tạo động lực bên trong đất nước mình để mình phát triển những cái cơ hội tương tự như vậy. Thì tôi nói qua một cái sự chuyển đổi đấy, đó là bây giờ những cái supply chain management người ta dần dần chuyển đổi thành ecosystem, ecosystem kinh doanh nền tảng ấy, kinh doanh đường ống ấy, bây giờ người ta chuyển đổi thành kinh doanh nền tảng. À, người ta chuyển đổi dần. Kinh doanh đường ống tức là gì? Tôi sản xuất, tôi đưa đến chuỗi phân phối đưa xuống người tiêu dùng, nó đi theo một đường ống giống như là một cái thác nước. Đầu nguồn tôi sản xuất và cuối nguồn là người dân hưởng thụ cái nước ở dưới kia đấy, làm đi theo một đường ống vậy. Nhưng đối với kinh doanh nền tảng thì nó đặt bài toán hoàn toàn khác. Ở đó có ít nhất hai đối tượng là người sản xuất và người tiêu thụ, và nó hoạt động như là một cái hệ sinh thái. Chính vì thế cái phễu khách hàng ấy, nếu các bạn nào làm marketing nhé, các bạn, cái phễu phễu khách hàng ấy, cái phễu khách hàng bây giờ nó chuyển đổi thành cái hiệu ứng mạng. Một khi mà kinh doanh nền tảng sẽ thu hút được một lượng người sản xuất và một người 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 tiêu thụ, thì nó xảy ra cái phản ứng mạng, hiệu ứng mạng, làm cho cái nền tảng nó càng ngày càng phát triển lên mà không thể nào mà cản trở được. Và người ta quan tâm đến gì? Hành trình người dùng và hành trình khách hàng. Các anh chị tạo ra một cái trang web thương mại điện tử để bán những cái mặt hàng của mình và các anh chị bảo rằng nó là cái chuyển đổi số, không phải. Các anh chị biết rằng là gì? Có hành trình người dùng trên đấy, tức là cái thương hiệu định vị của mình khi mình vào như thế nào, màu sắc và thay sự sắp xếp của trên trang web đó ra sao. Các anh chị đã quan tâm chưa? Nếu quan tâm rồi thì bây giờ ai vào trong web mình biết không? Ai nhìn vào mặt hàng nào, ai vào mặt hàng đọc thông tin gì trên cái mặt hàng đó của mình có biết không? Mình đã giới thiệu những mặt hàng khác cho họ ấy chưa? Mình có cross sell hay là up sell cho họ ấy chưa? Mình đã nắm được tất cả những cái thông tin, tất cả cái hành trình đó hay chưa? Khách hàng từ đâu đến, từ mạng xã hội hay là ở đâu đến? Và khi họ đã mua mặt hàng mình rồi thì mình chăm sóc làm sao, cuối cùng mình vận chuyển và đưa họ như thế nào, vân vân và vân vân. Lúc đấy ấy, cái phân khúc khách hàng bây giờ nó trở thành personalization rồi. Nó cá nhân hóa, tức là một phân khúc là một người chứ không phải một nhóm người nữa. Và khách hàng lúc đó không phải là khách hàng đại chúng nữa, mà nó trở thành mạng lưới khách hàng. Và tài sản của chúng ta từ cái tài sản hữu hình, chúng ta đã chuyển sang tài sản vô hình rồi. Đó là dữ liệu, đó là giải thuật. Và chúng ta không chỉ quản trị nhân sự cho một cái công ty, hay là quản trị một chuỗi giá trị bên trong nữa đâu. Mà gì? Chúng ta là gì? Chuyển như là quản trị một cái cộng đồng của mình. Và những cái sản phẩm chuyển dần sang service. Và cái việc mà control những cái hàng tồn kho để tối ưu hóa dòng tiền mặt của mình, nó trở thành là quản lý thanh khoản. Nó phải là bao gồm cả một cái hệ sinh thái từ lúc mua nguyên vật liệu sản xuất cho đến phân phối cho đến đến tay người dùng, tất cả nó nằm trong một cái chuỗi giá trị và đòi hỏi làm tối ưu hóa nó trong cái việc mà bán hàng, mua hàng, bán hàng, phân phối, vân vân, logistics, để cái khả năng thanh khoản nó cao.
thanh khoản nó cao. Và ở đâu trong đó là những gì vật lý nó chuyển sang digital twin, digital twin tức là một bản sao của vật lý, kể cả trong nhà máy cũng vậy, người ta làm như vậy. Và trong tất cả mọi đời sống chúng ta cũng đều làm như vậy. Và tất cả những thứ mà manually, tức là gì, thủ công, automation, là tự động hóa, người ta chuyển dần thành autonomous, là tự vận hành. Ngay tự vận hành với tự động hóa khác nhau ấy. Tự động hóa mình định vị vị sẵn rồi, nhưng tự vận hành cái gì, ví dụ mình lái cái xe, xe nó tự lái, ai đó chạy ngang qua nó biết làm thế nào để phanh, bởi vì là gì, nhìn trước, nhìn sau và nhìn bên, adjust, và nó ra cái quyết định để cho phù hợp và an toàn nhất, đó là tự vận hành. Tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến là cái gì, ai đó làm trung tâm để làm một cái trust, một cái trust, một cái sự tín nhiệm, thì bây giờ người ta chuyển thành blockchain hết. Rõ ràng là Bitcoin không ai quản lý cả, nhưng nó phát triển mạnh và rất là bền vững. Không có bên nào có thể đánh sập được, không thể can thiệp vào trong kia được. Chất chuyển lên thành blockchain. Và bởi vì là sao? Tôi trả tiền cho anh trả tiền cho tôi, chúng ta giao dịch trực tiếp không tin tưởng, nhờ ngân hàng bên thứ ba. Sau đó lại không tin tưởng nữa, phải nhờ bên thứ ba, một bên nữa lại làm trung gian với ngân hàng, và cho đến lúc nào? Bây giờ blockchain tạo ra một cái cơ chế ngang hàng và một cái tín nhiệm rất là cao. Từ tài sản bên trong người ta chuyển hóa dần tài sản bên ngoài, tức là chúng ta, những gì chúng ta tồn tại là chúng ta đừng xây dựng hết, không cần thiết phải xây dựng nhiều hơn nữa. Chúng ta phải tạo ra những cái mô hình để làm sao biến những tài sản hiện tại đấy, những cái mô hình hiện tại đấy phát triển hơn, mạnh mẽ hơn và tối ưu hơn trong một cái nền kinh tế chia sẻ, đừng bị dư thừa. Làm tối ưu hóa cái đó là chúng ta đã đạt lợi rồi, mang lại giá trị xã hội và chúng ta thu về lợi nhuận của chúng ta rồi. Và lúc này cạnh tranh nó ở dạng đa ngành chứ không còn đơn ngành nữa. Đa ngành cũng như taxi đó, Uber lúc đầu đâu phải cạnh tranh trong trong cái ngành vận tải chắc nữa đâu. Uber, Grab bây giờ cạnh tranh trong hầu như nhiều ngành, trong đó có cả ngành ngân hàng, và trong tương lai nữa có cái đòn tàu giá trị gọi ra đời. Đấy là một số trường đổi mà tôi muốn nói lên, và trong đó các cái công nghệ nó hiện hình trong đó. Công nghệ là đi đi sau. Đi sau sự lựa chọn. Và chúng ta cần phải có một cái xác định cơ hội mình trong cơ hội số, mình trả lời mình là ai ở đấy, mình có văn hóa ở đó, mình ra đời thì thế giới thay đổi như thế nào, mình ra sao, tất tật tật tất cả những vấn đề đó mình phải nghiên cứu sự chuyển đổi và xu hướng chuyển đổi đấy. Mình phải xem lại mình như thế nào, khoảng cách như thế nào, mình xem lại quá trình của mình như thế nào. Và vấn đề chuyển đổi này là gắn liền với vấn đề cấu trúc tài chính. Cái vấn đề tài chính này không nói gì trong cái việc chuyển đổi số ấy, nhưng chuyển đổi số đi ngay trong cái vấn đề đó, cấu trúc tài chính. Chúng ta phải trả lời hết cái tất cả mọi thứ về cấu trúc tài chính của mình trong quá trình chuyển đổi và khi mình xuất hiện. Đó, trả lời được trong vòng 5 năm, 10 năm đấy. Và chúng ta theo một chiến lược như vậy và chúng ta sẽ thực hiện thì cái đó mới an toàn được. Chứ không phải là cứ đưa công nghệ vô là được, đưa công nghệ vô là mất tất cả. Và tôi xin dừng cái trình bày của mình tại đây ạ. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên tôi chỉ có nói qua được một số các vấn đề và cái xu hướng nó đi như thế. Và mong rằng sẽ nhận được những câu hỏi gửi tới bên